Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị các bạn một bộ combo 4 chiếc Isuzu D-Max, sàn tự động 2 cầu 1 cầu và sàn 1 cầu 2 cầu đầy đủ hết nhá. Đây là 3 chiếc màu bạc này mà em Lợi xếp ở phía mặt tiền phía trước này, và chiếc màu cam này, D-Max này, Isuzu D-Max này. Đấy, là 4 chiếc nhá. Một bộ combo 4 chiếc Isuzu D-Max full đầy đủ hết cho quý chị nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến một cái dòng xe mà bán tải của mang thương hiệu Isuzu D-Max đi cực kỳ tiết kiệm dầu, phải nói là tiết kiệm nhất trong cái dòng xe bán tải máy dầu. Đấy, riêng về Isuzu thì các bác biết rồi, đây là một trong những cái đồ đồng cối đá có thể là cày cuốc làm ăn rất chi là bền bỉ. Với những chiếc xe này thì phụ tùng thay thế quá thì là phổ thông. Đây là toàn bộ cái dàn 3 chiếc Isuzu này, D-Max này. Đấy, phía trước này, đấy, sàn đầy đủ hết nhá. Toàn xe màu bạc, màu cam. Đấy, sau đây em sẽ giới thiệu từng chiếc cho quý chị nhá. Đấy, chiếc đầu tiên là chiếc màu cam này. Đây là chiếc 2016, số tự động 2 cầu. Đấy, màu cam, xe nắp thùng này thấp này. Đấy, xe đang chào bán với cái giá là 440 triệu nhá. Tự động 2 cầu, bản cao cấp nhất năm 2016 đây. 4x4 này, ngoại thất là màu cam rất là đẹp. Toàn bộ xe thì bao zin, không đâm xô tai nạn. Máy số là nguyên bản nhá. Xe được trang bị động cơ 3.0, máy dầu. Đấy, đây, toàn bộ các cái phần này, đồng sơn của chiếc xe này cực kỳ đẹp. Lốp láp là nguyên zin nhá. Đấy, anh chị em có thể mang hãng hoặc mượn thợ đến check kiểm tra thoải mái nhá. Đấy, lốp cực kỳ dày này. Đây, gầm của chiếc xe này, khung gầm này cực kỳ mới nhé, đẹp. Đấy, bao zin hết. Quay sơ cho anh chị em vào cái phần nội thất này. Tất cả xe thì bên em Lợi cũng có đã review từng chiếc một cho quý anh chị rồi. Anh chị có thể vào kênh YouTube và số điện thoại em Lợi để tìm kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi nhé. Đây, bóng khí này, màn hình này, thêm vô lăng củ số này và số tự động 2 cầu nhé, cầu điện đây, núm cài cầu điện nhá, ghế da zin theo xe. Đấy, trần của chiếc xe bọc trần 3D rồi. Ốc cột là bao zin hết nhá, trải sàn 5D. Đấy, đây, hàng ghế phía sau này cũng rất là đẹp đấy nhá. Hàng ghế phía sau của chiếc xe này bao zin nhá, trần phào đầy đủ hết. Đấy, chiếc ca này đang chào bán 440 triệu, có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý chị nhá. Đấy, toàn bộ các cái phần này, trần phào cột kèo. Đấy, anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào có nhu cầu bán xe lên đời xe, alo em Lợi nha. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền tổ quốc. Đấy, và hiện tại thì bên em Lợi còn rất nhiều xe bán tải để phục vụ quý chị nhá. Các bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì bên em Lợi khá là nhiều. Đây là cái chiếc D-Max đời 2016 nhá, vẫn là 16 nhưng mà là số sàn 2 cầu màu bạc, nắp thùng cao. Đấy, nắp thùng cao này. Đấy, toàn bộ xe đèn pin xi lông này, đến mặt ca lăng là nguyên bản này. Đấy, lốp láp rất là dày. Xe biển Hà Nội nhá. Này, toàn bộ xe này được trang bị gương gập điện này, xích chống trộm này, đó, độ thêm này, và toàn bộ tay móc khóa được rất là sáng và mới nhá. Đấy, 4x4 số sàn. Xe đồng sơn có căng đét và toàn bộ bao zin, không đâm xô tai nạn ngập nước nhé. Isuzu D-Max số sàn đến Hà Nội, giá đang công khai chào bán là 385 triệu nhá. Đây, toàn bộ bậc này, ốc này, đến nội thất ghế đây, nội thất ghế này, bóng khí này, màn hình này, số sàn 2 cầu nhá, 2 cầu điện đây. Đấy, toàn bộ xe trần phào cột kèo là zin hết đẹp. Đấy, rất chỉ là mới và đẹp nhé. Hai chiếc D-Max này, sàn tự động 2 cầu đều có đầy đủ hết, một bộ combo. Đấy, tiếp theo là chiếc 2014 màu bạc. Đấy, biến tính đã rút hồ sơ. Nắp thùng cao 1 cầu, đây là bản 1 cầu nhé. Toàn bộ xe là 1 cầu này,
lốp lắp rất là dày nhá. Đấy, tay nắm móc khóa cánh cửa này là nguyên zin này. Nắp thùng cao đây quý chị ơi. Đấy, toàn bộ xe em sẽ quay vào phần nội thất cho quý chị xem này. Đây, tắp ly cánh cửa này, ghế của chiếc xe đây, vô lăng bóng khí này. Đấy, một cầu nhá, một cầu số tự động này, màn hình bóng khí zin hết, cột kèo trần phào rất là đẹp. Xe nói chung là anh chị em mua về đi thì quá yên tâm luôn. Xe sản xuất năm 2014, số tự động một cầu. Giá đang công khai chào bán là 460 triệu nhá, 460 triệu, à quên, 360 triệu, xin lỗi quý chị nhá, 360 triệu. Đấy, 360 triệu có bớt có thương lượng cho quý chị nhá. Đây, toàn bộ phần ngoại thất này. Đấy, xe rất là đẹp, bao zin cho quý chị luôn. Đấy, 3 chiếc rồi nhá quý chị ơi. Combo là chiếc cuối cùng là chiếc số sàn một cầu 2016 biển Nam Định đây. Đấy, anh em Nam Định đâu rồi? 18C08810 này. Đèn pha vi xi lông hết á. Toàn bộ cabo này, zin này, đồng vỏ zin này. Bốn cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên bản nhá. Đấy, lốp lá của chiếc xe rất là dày, bậc đẹp. Đấy, trần phào này, tay nắm khe chỉ đều vuông căng đẹp. Đấy, xe nắp thùng cao, bao zin hết nhá, một dàn combo. Bốn chiếc đê mác đủ hết, sàn tự động đủ hết này. Cả sau inox, lốp lá rất là đẹp. Kính đèn đều dán phím cách nhiệt rồi, bao máy zin hết nhá. Đấy, toàn bộ xe nội thất ghế da hai màu đây. Đấy, bóng khí là nguyên zin này, trần phào này, đến nội thất ghế này rất là đẹp nhá. Táp ly cánh cửa là nguyên bản trải sàn da. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu đến toàn thể quý chị các bạn một bộ combo 4 chiếc Isuzu D-Max đủ hết, sàn tự động, một cầu, hai cầu, đấy, full option đủ hết nhá. Bác nào quan tâm đến cái dòng xe bán tải này thì liên hệ với em Lợi nhá. Em Lợi còn rất nhiều xe để phục vụ quý chị đây. Đấy, bác nào quan tâm đến D-Max thì nhà em đầy đủ hết nhá. Em Lợi xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.